Nhàn tháng tư, kim điệp xuân, chuỗi ngọc cẩm báo, rất là nhiều dòng cả nhà ơi, hoàng yến nữa. Phiên hôm nay em lên rất là nhiều dòng hoa lan thuần khỏe cả nha. Các anh chị nhà mình sưu tầm và cả nhà mình xem, em sẽ lên theo mã số có giá đầy đủ cho cả nhà mình tham khảo. Và yêu thích cái mã nào thì cả mình nhà nhà mình nhắn nha. Đó là anh chị nhà mình cứ xem. Em sẽ lên theo mã số và nhớ là chốt đơn theo mã số nha cả nha. Rồi, cái này là kim điệp xuân cả nhà ơi. Mã dít 1 đầu tiên sẽ là kim điệp xuân cho cả nhà mình. Cây nè, cây rất là khỏe và nhiều mầm nha. Cái này mã kim điệp xuân mã dít 1 đầu tiên sẽ là 150 ngàn một chậu cả nha. Dít 1 150 ngàn một chậu. Rất là sum thân và những cái thân này đều là những thân chuẩn bị sẽ vào mùa hoa cả nha ha. Kim điệp xuân giá sẽ là 150. Cái này hoa nó sẽ nở ở trên phần những cái mắt hoa như thế này và nó cong ra làm cho một cái chậu này nó vàng nó rất là xinh xắn cả nha ạ. Rồi mã dít 2 nè. Dít 2 em đang có kim điệp xuân, cái này thì ghép trên cục gỗ cả nha ha. Ghép trên cục gỗ nè. Rồi mã này giá sẽ là 350 ngàn cả nha, kiếp 350 nha. 350 Cái này thì nó san sát nhau nên nhìn nó sum và rất là sát cả nha. Đây nè, những thân này như thế này nó có thể cho một nè, hai vòi hoa này cả nhà, nó thòng xuống là xinh lắm. Kim điệp xuân một cái dòng rất là sai hoa cả nha, hoa vàng nhìn tươi tắn vô cùng. Đây nè, như cái này thì nó theo kiểu là nằm ngang thì nó có thể là dựng đứng như thế này, còn nếu mà cục treo thì cả nhà mình có thể treo thì nó sẽ thòng ra từ trên xuống dưới như đây. Đây là những cái giò kim điệp xuân nở tại vườn em nên là cả nhà mình có thể tham khảo chuẩn cây chuẩn giống như cả nhà mình luôn nha. Rồi tiếp theo mã dít 3 kim điệp xuân. Mã này cũng rất là xinh nè, mã này sum ha. Mã 390, 390 ngàn kim điệp xuân cả nhà ơi. 390 cả nhà xem này, rất là nhiều thân nha. Còn những cái thân này là thân mùa vừa rồi. Nó đang nuôi cây, những cây như thế này. Và những thân nào nó còn mắc hoa thì nó vẫn sẽ cho hoa nha. Những cái thân đó thì cả nhà mình không có cắt đi nha. Cứ để im nó dưỡng cây, nó nuôi cây được thì nó vẫn tiếp tục nuôi. Rồi dít 4 mã này giá sẽ 280, vẫn là kim điệp xuân cả nhà. Dít 4 280 ngàn. 280 ngàn nha cả nhà ơi, những cây này cả nhà ơi, những cây này là chuẩn bị vào mùa hoa. Kim điệp xuân thì hoa sẽ nở từ tháng 2 cho cả nhà mình ạ. Từ tháng 2 là cả nhà mình có thể ngắm kim điệp xuân rồi. Rồi tiếp tục nè, mã này sẽ là mã dít 5. Dít 5 giá chuỗi ngọc 320 ngàn cả nhà ơi, xinh không? 320 ngàn. Nó gọn gàng, nó rất là gọn gàng nè. Thân thì nó đi là nói chung là phân bố khá là đều cả nhà ha. Rồi mã dít 5 giá sẽ là 320. Chuỗi ngọc thì hoa nó xinh lắm cả nhà. Chuỗi ngọc hoa rất là nhẹ nhàng. Hoa trắng tím, họng thì màu vàng vàng nâu cả nhà ạ. Rồi mã dít 6 nè. Chuỗi ngọc em có giò này. Giò này thì giá sẽ 390. 390 ngàn cả nhà ơi, quá là đẹp cả nha. Rồi, những cái dòng như thế này nè, đó mình chơi từng mắt thân như thế này, mình chơi thân lá thì dòng này nó cũng rất là đẹp luôn rồi cả nha. Thân thì vàng ha, vàng vàng xanh xanh, nó nhìn nó đẹp cả nha. Rồi mã này giá sẽ 390, rất là nhiều mầm cả nhà ơi. Chuỗi ngọc thì cả nhà mình sưu tầm cái dòng này đi. Đây nè, cái giò chuỗi ngọc này cũng là hoa nở tại vườn luôn nha cả nhà. Một cái chậu nè, lá thân lá xanh nè, xanh nè, cái thân thì nó sẽ từng mắt ngọc vàng vàng nhìn rất là đẹp. Đến khi lên hoa thì phải nói là nó đẹp theo kiểu như là dịu dàng nhẹ nhàng lắm cả nha. Hoặc là chuỗi ngọc những em đang có giò như thế này thì anh chị nhà mình có thể mình về mình để lên trên đôn đi. Hoặc là anh chị nhà mình có bàn đá cái gì mình kê lên chỗ đây một chút nè. Trời ơi em nói thật, đến khi có hoa cả nhà mình xem cái độ xòe của nó càng xòe càng tự nhiên như thế này. Đó, nó càng xòe nó cong như thế này thì cả nhà mình xem cái nét đẹp nó cực kỳ tự nhiên luôn. Rồi mã dít 9 này, dít 7 này giá sẽ là 950 ngàn cả nhà nha. Dít 7 950 ngàn. 950, đây nè, em ghép trên một cái cục gỗ. Đây cả nhà có thể xem được cái độ sum thân của nó nha. Còn để ngửa ra nè, nó xõa đều, nó xõa khá là tròn luôn. Mã này 950, những cái mã ghép gỗ như thế này em phải đóng thùng xốp. Những cái thùng này thì phí ship 40 ngàn cả nhà nha. Phí ship 40 ngàn, phần thiếu em hỗ trợ. Cái cục gỗ đóng thì nó nặng cả nha. Rồi dít 8 nè, dít 8 em đang có một chậu là kim điệp xuân và một chậu chuỗi ngọc. Đây rồi, combo như thế này giá sẽ là 190 ngàn cả nhà ơi. Chuỗi ngọc và kim điệp xuân nha, 190 ngàn. Đó, cái này thì em bán hai chậu là em bán combo cả nha, nên là cái giá nó rất là ưu đãi để cho cả nhà mình sưu tầm nha. Rồi cái mã dít 9 nè, dít 9 cái này là quế lá xếp Hòa Bình cả nhà ơi. Một dòng quế trắng nha. Dòng này thì cả nhà mình chăm sóc tháng 8 năm sau cả nhà mình chơi hoa ok rồi nha. Mã này giá 170, 170 ngàn, ghép lên trên đế gỗ này cả nha. Ghép cũng rất là bài bản nha. Rồi tiếp theo mã dít 10 nè, dít 10 cũng là quế luôn. Cái chậu này thì nó sum và nhiều cây cả nha. Những cái dòng đơn thân như thế này nó cả nhà mình chăm cỡ tầm năm cuối tháng 8, tầm tháng 8 nó chuẩn bị cho mùa hoa thì cây nó sẽ còn to hơn gấp đôi gấp ba là bình thường cả nha ha. Rồi mã này giá 450 ngàn, 450. Dít
Dít 10 quê 450 trắng. Ngàn. Rồi còn đây sẽ là cẩm báo cả nhà ơi. Cẩm báo mã này dít 11. Cẩm báo dít 11 mã này giá sẽ là 390. Dít 390 ngàn. Cái dòng này hoa nó rất là đẹp cả nhà, đốm đốm da báo đây nè. Còn riêng về lá thì em cũng sẽ nói cho cả nhà mình biết nha. Nó sẽ có những cái lá chân hàng rừng về. Đây, nó sẽ có những cái lá như thế này cả nhà mình lưu ý giúp em. Em không có cắt bỏ, nó vẫn đang nuôi cây và nó ví dụ như nước non đầy đủ nè, nó có thể nó sẽ còn căng lá hơn cả nhà ha. Lưu ý nha. Còn cây thì mình về mình chăm qua bàn tay chăm sóc con người nè, nước non đầy đủ lá nó sẽ căng hơn cả nhà ha. Rồi mã này sưu tầm giá 390 ngàn cẩm báo. Rồi tiếp theo mã Z12. Z12 giò này sum hơn nha cả nhà, sum hơn, phong cây to và khá là đều. Rồi mã Z12 này giá sẽ là 460 ngàn. 460 cả nha. 460 ngàn. Đó, những cái mã như thế này em cầm trên tay thì cả nhà mình có thể án chừng được phong cây nè, án chừng được phong cây ha. Còn riêng những cái dòng rễ gió như thế này thì cả nhà mình chăm sóc rất là dễ cả nha. Rễ gió thì nó rất là khỏe. Còn cẩm báo nè, đây cũng là hoa nở tại vườn luôn. Em sưu tập lại về một album á cả nha. Đến khi mà cả nhà anh chị này nhà mình muốn xem tham khảo mặt hoa thì cả nhà mình có thể tham khảo được chuẩn giống cả nha ha. Chuẩn giống cẩm báo là cẩm báo, mà ví dụ như là chuỗi ngọc mà kiều vuông là kiều vuông, mà kiều tím là kiều tím, nó không có gộp chung được. Ví dụ như nhiều người cứ kiều thì đủ màu thì nó sẽ là sai cả nha, nên là cả nhà mình cứ sưu tầm. Còn cây thì em cũng sẽ tư vấn chuẩn cây, chuẩn hoa cho cả nhà. Rồi mã dít 13 này, em đang có cái này là nhãn tháng 8 cả nhà ha. Nhãn tháng 8 phong cây này thì cả nhà mình qua năm chơi hoa nè. Rồi mã dít 13 này giá sẽ là 220 ngàn. Dít 13 220 cả nhà, phong cây cổ lá nhìn cũng đẹp ha. 220, ghép trên một cái đế gỗ nữa này cả nhà, 220 ngàn. Nhãn tháng 8. Rồi mã dít 14, mã này giá sẽ là 450, một chậu 2 cây. Hai cây thì size khá là tương đối nhau cả nhà ha. 450 ngàn. Phong cây thì cây thuần khủy rồi cả nhà, xem lên trên một cái nền rêu nè, rễ đi rất là khủy nha. Mã này 450. Nhãn tháng 8 thì bên vườn mùa vừa rồi cứ nụ là em bán rất là nhiều. Bây giờ mùa này thì nó qua mùa rồi cả nhà ha. Qua mùa rồi cả nhà mình sưu tầm cái chất cây nè. Còn riêng mà nhãn tháng 8 cả nhà mình cứ yên tâm sưu tầm tại vườn, chuẩn cây chuẩn giống cho cả nhà mình. Đây nè, mùa vừa rồi có một cái cây này nè, cái nụ nó bị gãy nên sẵn là em còn mặt hoa thực tế cho cả nhà mình xem luôn. Nó nụ gãy nên thành ra là nó còn sót lại là em chờ nở hoa, có hình hoa luôn, hoa vàng lưỡi tím đó, hoa cũng rất là đậm đà cả nhà ha. Đây, cái chậu này em chụp tại vườn luôn cả nhà ha. Rồi còn hoa thì đảm bảo cho cả nhà mình, hoa thơm đảm bảo luôn cho cả nhà mình nha. Rồi nhãn tháng 8 tiếp tục mã dít 15 nè, em đang có một chậu chậu này sẽ là 5 cây nè, ghép lên trên chậu gỗ sao xanh thì cả nhà mình chơi rất là bền. Lên trên một cái đế gỗ nữa cả nhà xem nè. Còn cái nền rêu thì cả nhà mình cũng thấy nè, làm cho một cái giò nhìn nó xanh hơn nữa cả nhà ha. Rồi mã này giá 1 triệu, dít 15, 1 triệu cả nhà ha. 1 triệu. Còn phong cây này cả nhà, bên vườn trồng cây thuần khỏe, ăn nắng, chăm sóc hữu cơ, dùng phân bón chuyên dụng của vườn. Phân hữu cơ với phân tan chậm nha cả nhà. Anh chị nào nhà mình muốn trải nghiệm và cần tư vấn thêm thì cứ nhắn cho em. Rồi Z16 chậu này. Chậu này thì ghép theo kiểu cũng từ cao tới thấp nè, nó sum hơn cả nhà ha. Rồi Z16 giá 1.250.000 cả nhà ơi. Z16 1.250.000. 1.250 cả nhà ơi. Cái giò này thì ghép theo kiểu từ cao tới thấp cũng rất là đẹp. Nhìn rất là xinh cả nhà, nó tạo cái độ sum 1.250. Rồi tiếp theo Z17, cái đây là tam bảo sắc. Cái này tam bảo sắc cả nhà ơi, một chậu tam bảo sắc rễ gió, giá thì rẻ thôi cả nhà, 180 ngàn, mã Z17. Mà một cái dòng hoa nở tháng 3, hoa rất là thơm, tam bảo sắc hoa thơm nha. 180 cả nhà nha, 180 ngàn. Rồi Z18 nè, Z18 em đang có một cái chậu tam bảo sắc. Chậu này thì ghép theo kiểu là ghép tròn cả nhà ha. Cái này thì anh chị nhà mình về treo lên nè, sau nó thòng những cái chuỗi hoa xuống. Còn riêng tam bảo sắc thì hoa thơm và những cái chuỗi hoa nó dài cả nhà ơi. Nè, giò này thì ghép theo kiểu tròn đều và những cái lá chân cả nhà mình lưu ý đó nè. Đây là những cái lá chân hàng rừng về. Mùa vừa rồi là cho hoa nè, vòi hoa dài hết rồi nè. Còn mình chăm sóc là đi lá ngọn cả nhà mình lưu ý nha. Lưu ý nha, cho nhiều khi anh chị mình mới chơi mà mình cũng yêu thích là cái dòng này, tại vì giá nó rẻ, giá nó tầm trung á cả nhà, mà hoa thơm. Nhưng mà em cũng phải cân nhắc cho cả nhà mình biết trước là cái dòng này là lan rừng, nó buộc phải có những lá chân như vậy. Rồi mã Z18 giá sẽ là 350 ngàn cả nhà ơi. 350 ngàn. Ghép tròn nha, 350, cái này cả nhà mình sưu tầm đi. Qua từ tháng 3 là cả nhà mình có thể ngắm hoa luôn rồi. Rồi tiếp theo tam bảo sắc, cái giò này là nó đẹp một cái là ui sao cái này nó kịp rồi. Nó đẹp một cái là nó là những cái khúc nguyên bản cả nhà ơi.
Cái đây là những cái khúc nguyên bản nè, dân khai thác rừng về. Cái hàng này từ hàng rừng Cờ Bang Gia Lai, cái em về em ghép em đặt vào trong chậu thôi, nhưng mà cả nhà mình xem nè, cũng rất là xinh và cũng có hồn ha. Rồi mã Z19 này giá 400.000 cả nhà ơi, Z19 400. Ghép lên trên một cái chậu như thế này, rồi cả nhà mình sưu tầm chốt giúp em là ok 400.000 nè. Rồi tiếp theo cái này là kiều tím yên tử. Kiều tím yên tử một dòng hoa tím đậm đẹp, bên vườn thì cũng đã có hoa rồi, đã sổ hoa rồi, rất đáng sưu tầm. Cái này thì em lựa có mấy chậu đang lên mầm gốc á cả nhà. Thì cái này cả nhà mình sưu tầm cỡ tầm 2-3 tháng nữa thôi. Mầm lên cao khỏe thì cái giò sẽ còn đẹp nữa cả nhà, trải nghiệm nha. Rồi Z20 kiều tím yên tử giá 220.000. 220.000. Rồi cũng là Z kiều tím yên tử luôn nè, Z21, mẹ này thì cây sum hơn, phân cây cao hơn. Đó, anh chị nhà mình án chân rõ phân cây nè. Cây này thì nó sum hơn nhiều cả nhà ha. Mã này giá 350.000. 350.000. Chậu này trời ơi, chậu này đang đi mầm rất là khỏe cả nhà ơi. Z22 đang lên mầm nè, và mầm đen còn sẽ còn cao nữa cả nhà, nó cao lên gấp đôi như thế này là bình thường nha. Rồi Z22 giá sẽ là 490. 490.000 cả nhà. Đây là cái mầm tơ lên mà cả nhà xem này, nó còn cao nữa nha. Đây nè, đang lên mấy mầm tơ, ba cái mầm tơ cả nhà ạ. Rồi 490.000. Rồi em lên cái này là Z23, cái này là thủy ly cả nhà. Cái dòng này thì cũng rất là ít anh chị mình có ha. Anh chị nhà mình sưu tầm dòng này đi, Z23 thủy ly vàng. Giá sẽ là 280.000. Mùa vừa rồi có hoa nhiều lắm cả nhà. Hầu như cây nào cũng có hoa. Nó thòng cái hoa, nó chùm chùm xuống nhìn xinh lắm. Rồi giá sẽ là 280.000. Rồi Z24 kiều tím cả nhà ơi. Kiều tím nè, một giò một chậu cây thuần khỏe như thế này. Kiều tím ha, cái lớp lụa này cả nhà, nhìn rất là đanh. Rồi mã Z24 giá là 420. Cả nhà ơi, 420.000, phâm cây khá là đều ạ. Phâm cây khá là đều luôn. Còn kiều tím thì cả nhà mình sưu tầm đi. Kiều tím hoa tím đẹp nhẹ nhàng cả nhà ơi. Rồi tiếp theo Z25, mã kiều tím này giá sẽ là 520. Giò này thì sum hơn cả nhà ha. 520.000. Đó, giò này sum hơn này cả nhà. Anh chị nhà mình sưu tầm thì chốt mã này nè, kiều tím 520, toàn bộ là cây đã thuần khỏe cả nhà nha. Rồi Z26 nè, em đang có vảy rồng. Vảy rồng ghép trên một cái bảng gỗ như thế này cả nhà. Vảy rồng nha, để có cây mùa hoa trước rồi cả nhà mình yên tâm. Rồi mã này giá 150 cả nhà, vảy rồng 150.000. 150 cả nhà nha. 150. Rồi em đang còn một cái bảng nữa nè, vảy rồng Z27. Bảng này giá sẽ là 520 cả nhà ơi, 520.000. Cái này về cả nhà mình sưu tầm đi. À, vảy rồng nó sẽ cho hoa tầm tháng 3 cả nhà nha. Vảy rồng hoa tầm tháng 3, một bảng như thế này cả nhà mình sưu tầm giá sẽ là 520. Rồi cái này sẽ là hoàng yến cả nhà ơi, Z28. Hoàng yến, một dòng hoa nở cực kỳ bền, hoa nở ngoài một tháng mà hoa nở Tết cả nhà. Mùa vừa rồi là hoa nở Tết tại vườn em luôn á cả nhà, em đi chợ hoa em bán á. Rồi mã Z28, mã này giá sẽ là 150.000 một chậu cả nhà. Z28 150.000 một hoàng chậu. Hoàng yến nha cả nhà, cây thì đã thuần khỏe cho cả nhà mình, giá 150.000 một chậu, có hai chậu. Anh chị nào nhà mình sưu tầm mình về mình chơi hoa. Hoa bền lắm cả nhà, một dòng lan rừng mà nở bền như thế này thì cũng rất là hiếm nha. Rồi mã Z29. Z29 cũng là hoàng yến luôn cả nhà. Cũng là hoàng yến luôn. Đây nè, mùa hoa vừa rồi là nó cho hai vòi hoa này cả nhà. Đó, năm nay thực thân đang còn đi cao lên rất là nhiều. Cái giò này thì cả nhà xem nè, ghép lên trên một cái đế gỗ nữa, nhìn nó có độ sum cả nhà ha. Cái này thì có hoa, cả nhà mình để trên bàn đi. Phâm cây rất là gọn gàng, sạch sẽ như thế này, cả nhà mình để bàn thì quá là tuyệt luôn. Rồi mã Z29 giá sẽ là 350.000. 350 cả nhà. 350.000. Dòng này hoa nở bền lắm, mà cái màu tím của nó thì lại xinh cả nhà. Đây nè, nó sẽ nở từ nách lá và hoa chùm chùm như thế này cả nhà nha. Hoa chùm nè, sai hoa luôn. Rồi tiếp theo em sẽ lên cái này là nhãn tháng 4. Nhãn tháng 4, cây thuần khỏe ghép trên một cái cục gỗ này cả nhà. Những dòng rễ gió nó thòng thòng rễ xuống nhìn đẹp ha. Rồi nhãn tháng 4 mã Z30 này giá sẽ là 750.000 cả nhà nha. 750.000. 750.000. Phong cây đẹp. Ôi cái cây này phong đẹp cả nhà ha. 750.000 một cái giò ghép gỗ như thế này. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm thì cứ chốt mã nào gửi chuẩn cây chuẩn mã tới cho cả nhà. Cái này thì cái đế nó cũng bằng. Anh chị nhà mình có thể để đôn hoặc là mình kê lên cái gì cao cao một chút để cho rễ nó thông xuống. Mình có thể để gần cái chỗ mình uống nước á cả nhà, bàn chè á. Rồi Z30 750. Cây thì mùa vừa rồi cũng đã cho hoa rồi cả nhà ơi, nhãn tháng 4 và riêng một cái dòng nhãn tháng 4 về cái mùi hương của nó đặc trưng lắm. Mùi hương cực kỳ thư giãn. Mùi của nó sẽ là mùi chanh xả cả nhà nha. Rồi tiếp theo mã này sẽ là Z31.
Z31, một cái giò nhãn tháng 4 mà cả nhà nhìn xem nè. Nó có những cái thân cây tầm gửi lên, thì cả nhà mình xem thử một cái giò thì nó sẽ xanh lên rất là nhiều cả nha. Giò này nè, cả nhà xem nè, khá là nhiều thân. Cây thì đã thuần khỏe cả nhà nha, cây thì đã thuần khỏe nè. Rồi Z31 giá sẽ là 1.450.000 cả nha. Z31 1.450.000. Anh em cầm trên tay thì cả nhà mình ăn chừng cái phong cây giúp em nha. Ghép gỗ, cái giò này thì ghép đóng thùng xốp to nặng, phần ship thiếu thì em sẽ hỗ trợ với cả nhà nha. Đó, cứ 40.000 ship cũng được, phần ship thiếu hỗ trợ. Còn nhãn tháng 4 nè, cây nở mùa vừa rồi nè cả nha. Cây bên vườn em nở mùa vừa rồi, nhãn tháng 4 nè. Đây nè, em cũng đứng chụp luôn nè cả nhà. Hoa thơm và đảm bảo cho cả nhà cái mùi hương thơm nó nhẹ nhàng cực kỳ luôn, hương thơm chanh xả cả nha. Nhãn tháng 4 em đang còn một cái giò to đây nữa, thì cả nhà mình chờ cái mẹ Z41 này nha, chờ một chút tí cái mẹ đó em sẽ quay cụ thể hơn cho cả nhà. Rồi tiếp theo cái này là kiều vuông Z32, kiều vuông mã này giá sẽ là 580. Do kiều này, do kiều này thì nó theo kiểu là nó xòe cả nha. Và đảm bảo cho cả nhà mình những giò mờ hàng rừng thuần khỏe như thế này mà cả nhà mình, các anh chị nhà mình làm hoa thì em phải nói là đỉnh luôn. Anh chị nhà mình mà trải nghiệm thử đi, làm hoa tết trên kiều vuông đi, em phải nói là mê luôn. Năm nào cũng ghiền canh tới ngày để mình làm hoa cả nha. Đó là một sự trải nghiệm cả nha. Rồi Z32 giá 580.000, 580. Cái giò này thì rất là tuyệt cả nhà ơi. Cây thì đã thuần khỏe, hàng rừng thuần khỏe như thế này. Và cả nhà mình có làm hoa thì làm trên những cái cây thuần nè, cây khỏe thì nó sẽ rất là đạt. Mỗi cây nó có thể cho 1, 2, thậm chí là 3 vòi hoa. Nhưng mà cây khỏe thì mình làm, không ảnh hưởng gì tới cây cả nhà ha. Rồi Z33 chậu này nè, giá sẽ là 550. Z33 cả nhà ơi, 550.000. Phong cây này nó thuần giò trên một cái chậu gỗ cả nhà ha. Phân bón đồ đầy đủ hết rồi, về nhà cả nhà mình chăm sóc thêm, chuẩn bị vào mùa hoa thôi. Giá 550. Còn kiều vuông thì cả nhà ơi, kiều vuông thì hoa cả nhà xem nè, một cái dòng hoa nó rất là tươi, nhìn mặt da mặt hoa nó sáng sủa cả nha. Một chậu mà có vài vòi hoa như thế này thì cũng đã rất là xinh luôn rồi cả nha ạ. Đó, kiều vuông cả nha ha. Tới cái mùa hoa nè, nó bung lên một cái là nhìn cái chậu nó sẽ xum xê rất là nhiều cả nha. Những giò kiều vuông hoa nở tại vườn cả nha ơi, những giò kiều vuông nè nhìn rất là tươi ha. Và kiều vuông thì nó sẽ có hương thơm, hương nó nhẹ nhàng thôi cả nha, nó không gắt và không nhiều mùi nhưng mà nó nhẹ nhàng. Rồi mã này cả nhà ơi, mã Z34 kiều vuông, mã này giá sẽ là 350.000 cả nhà ha. 350, những cây như thế này cũng đều cho hoa vô tư. Rồi mã này giá 350 cả nhà nha, ghép chậu gỗ, phân bón đầy đủ hết rồi, về cả nhà mình chăm sóc nước non thêm giúp em thôi nha. Rồi cái này là chuỗi ngọc cả nhà ạ, mã Z35, một chậu chuỗi ngọc ghép lên cho thuần chậu gỗ nè. Và cả nhà xem nè, thân thì nó xòe xinh ha. Chuỗi ngọc thì nó sẽ là cái thân của nó màu vàng vàng như thế này, nó rất là đanh cây cả nhà ơi. Đến khi có hoa vào thì nhìn nó sẽ khác, nó đẹp mỹ miều nhẹ nhàng hơn hẳn. Rồi Z35 giá 760 cả nhà ơi, 760.000. Z35 760.000. 760 nha cả nhà, anh chị nhà mình sưu tầm chuỗi ngọc đi, chuỗi ngọc hoa xinh lắm. Rồi mã Z36 nè, chuỗi ngọc nè. Giò này thì cây nó, phong cây nó keo réo hơn cả nhà ha. Phong cây keo réo hơn đây nè cả nhà. Xem nè, phong cây keo réo hơn, những giò như thế này mà cả nhà có hoa mà cả nhà mình để lên trên bàn mình ngắm này cả nha. Chuỗi ngọc thì hoa rất là xinh. Rồi mã Z36 giá sẽ là 890 cả nhà ơi, 890.000. 890.000 một giò chuỗi ngọc. Đó, anh chị nhà mình sưu tầm thì cả nhà mình cứ chốt theo mã số giúp em nha. Chốt theo mã số, chuỗi ngọc hoa quá trời xinh luôn cả nha. Chuỗi ngọc nè, hoa nở tại vườn, giò cũng trên một cái giò mà em quay lại. Trời ơi quá là đẹp cả nha. Thân nó cứ xòe ra, nó càng xòe, nó càng cao, nó đi lẻ lướt nhẹ nhàng thì nó càng đẹp nha. Rồi cái này là kiều vàng cả nhà ơi, kiều vàng rừng Gia Lai nè. Cái hàng này dân đi khai thác về đó, lâu lâu mới có ha. Những cái hàng rời thì em sẵn em lên luôn á cả nha. Rồi Z37 kiều vàng, một ôm này đi, giá sẽ là 190.000 cả nhà. Làm được một chậu rồi nha, làm được một chậu rồi. Kiều vàng rừng Gia Lai cả nhà ơi, thân nè, thân cực kỳ khỏe luôn, anh chị nhà mình sưu tầm đi, sưu tầm hàng rừng Gia Lai nha. Rồi mã Z38, cái này là một cái mã kiều tím cả nha. Z38 kiều tím, thân lá dày rất là đẹp, kiều tím rừng Cờ Bang Gia Lai, hoa cũng đậm đẹp cả nhà, rất đáng sưu tầm. Còn về thân này cả nhà xem nè, những cái dòng kiều tím mà cả nhà xem thân thủ như thế này thì cực kỳ tiềm năng nha. Rồi mã kiều tím này Z38 giá sẽ là 840.000 cả nhà ơi. Cái giò này 840.000. Cái giò này thân nó khá là cao. Anh chị nhà mình có thể mình về nè, mình mua một cái chậu gỗ, xong rồi mình đặt vào chậu gỗ thôi, xong rồi cả nhà mình
neo lại theo những cái móc cột cố định nó lại miễn cho nó chắc là được cả nhà, đừng để nó lung lay. Đó, mùa này thì dân nó mới đi về nên là cây nó rất là tươi. Cả nhà mình trồng chăm sóc thì sẽ nhất là rất là nhanh đi rễ nha. Rồi mẻ kiều tím dít 38 này giá sẽ là 840. Em cầm với người thì cả nhà mình có thể án chừng được cái độ to của cây. Còn cái này thì nó là nguyên một dề cả nha. Nguyên một dề nha, 840 nha. Rồi dít 40 nè, dít 40 em lên một cái giò đùi gà cả nhà ơi. Đùi gà hoa cực kỳ tươi luôn. Đùi gà mùa này thì nó sẽ đang lác đác xuống vài lá cả nhà, nó đang lác đác cũng xuống lá nha cả nhà. Mầm thì nó vẫn đang còn lên cả nhà ơi. Dòng riêng cái dòng đùi gà mà anh chị nhà mình tham khảo đi. Đùi gà một cái dòng nó rất là khỏe. Mầm nó cũng rất là khỏe nữa cả nhà. Đây nè, đùi gà nó xòe ra như thế này, các anh chị nhà mình đế thì đế băng hả? Cả nhà mình có thể để đôn được. Đó, đến khi có hoa cả nhà mình để đôn được hoặc là treo cũng được. Móc thì em làm móc rất là to và kỹ càng để cho cả nhà mình rồi. Còn độ to thì cả nhà mình án chừng với người giúp em nè. Đây, án chừng với người giúp em nha. Rồi mẹ dít 41 này giá sẽ là 2 triệu. À, dít 40 giá sẽ là 2 triệu nha, 2 triệu 400. 2 triệu 400 này thì cái phí ship sẽ là 100 ngàn nha cả nhà. Tại vì cái giò này ghép gỗ to nặng cả nhà ơi. Giò này phí ship cao lắm. Em chỉ tính là 100 ngàn thôi, phần ship thiếu em hỗ trợ. Đây nè, mầm nó đang còn lên khỏe cả nha. Trong cỡ tầm 2 tháng nữa thôi cả nhà ơi, cái giò này sẽ còn xanh còn đẹp nữa cả nha. Đùi gà thì hoa cực kỳ tươi và rực rỡ cả nha. Anh chị nào nhà mình chưa có cái dòng này cả nhà mình thử trải nghiệm. Đùi này gà nè, đây cũng là hoa nở tại vườn cả nha. Mặt hoa, cái dòng này hoa tươi và hoa to cả nha. Hoa tươi và hoa to, đây là một cái giò ghép gỗ nè. Đây này cũng là một cái giò ghép gỗ nè cả nha. Sáng lên một chút, đây nè cả nha, một cái giò ghép gỗ đây em treo lên ở xa nè. Trời ơi, lại gần cả nhà xem nè, tươi vô cùng mà dòng này hoa to cả nha. Ha, anh chị nhà mình sưu tầm đùi gà đi, toàn bộ những cây như thế này đều là những cây thuần khủy và chuẩn bị cho hoa rồi, phong cây trưởng thành hết rồi cả nhà ạ. Rồi 2 triệu 400 ngàn cộng với 100 ship cả nhà ha. Phần thiếu em hỗ trợ với cả nhà rồi á. Rồi dít 41, cái này là một cái giò nhạn tháng 4 cả nhà ơi. Cái giò này phải nói là nó đẹp. Nó đẹp về phong cây này, cả nhà xem có những phong cây nè. Cây đẹp đúng không cả nhà? Cổ lá dày, còn cây này thì giống như lá mít luôn nè. Phong cây nó xanh, nó còn có tầm gửi đâu nữa. Mà một cái giò này đẹp về phong cây và đẹp về cái độ xanh nữa. Giò nhạn tháng 4 cả nhà ha. Rồi dít 41 nhạn tháng 4, giò này giá sẽ là 2 triệu 300 nghe. 2 triệu 300 nghe. Dít 41, 2 triệu 300 nghe. Đó, em cầm như thế này thì cả nhà mình có thể án chừng nè. Nó nửa người của em. Ghép gỗ thì cả nhà mình cũng biết rồi. Nè, cái dòng này thì dòng rễ gió, nó thòng nó rễ xuống xanh, nhìn đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi 2 triệu 300, cái giò này thì phí ship 80 ngàn giúp em nha. Phí ship 80 ngàn. Những cây này là mùa là đã có hoa các mùa trước rồi nha cả nhà. Có hoa các mùa trước rồi. Về nhà bây giờ mùa này cả nhà mình có thể chăm sóc thêm thôi. Rồi mẻ này 2 triệu 300 ngàn. Phí ship 80 cả nhà ơi. Sưu tầm được một cái giò tác phẩm nhãn tháng 4. Hương thơm mùi chanh xả cả nhà mình trải nghiệm cái dòng nhãn tháng 4 nha. Rồi anh chị nhà mình cứ nhắn mẻ số giúp em nha.